Tất nhiên ở đây chúng ta có hai khía cạnh để nói, chúng ta nhắc về những kỷ niệm của Hoa Niếp và những cái mà anh để lại cho chúng ta. Đối với tôi, như anh Phan Hoàng nói lúc nãy, thì Hoa Niếp ra đi và để lại chúng ta những cái điều. Thứ nhất, đó là con người rất là nhân cách, rất là chơi, quên em rất là trọng tình trọng nghĩa. Và đặc biệt, anh ta đi để lại cho chúng ta hai tác phẩm.